Như xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi tiếp tục Nhi sẽ chia sẻ cái cách sửa đồ của Nhi với cả nhà mình nha. Thì hôm nay là Nhi có nhận sửa một cái trang phục của một vị khách này đây. Thì cái áo của vị khách này là cổ tròn đơn giản thôi, nhưng mà vị khách này muốn Nhi sáng kiến và sáng chế ra một cái sản phẩm mới lạ là gắn thêm một cái sợi dây kéo phía trước nha cả nhà. Đây, còn đây là cái sợi dây kéo này cả nhà. Đó, sợi dây kéo đây thì Nhi chuẩn bị Nhi sẽ may cho vị khách này ha. Đó, đây là sợi dây kéo. Thì cái sản phẩm phía sau này đây cả nhà. Thì cái sản phẩm màu cái áo này đây, màu xanh rêu này đây, thì Nhi sẽ cho cả nhà mình xem là Nhi sẽ may như thế nào nha. Thì đây là cái áo này là cái áo đầm. Thì cái kiểu của tay rất là dễ thương cả nhà ha. Ở đây là tay dúng. Đó, tay dúng và cổ tròn đơn giản. Đây là phía sau nha cả nhà, tay dúng. Còn đây là phía trước, đây là phía trước, đây cũng tay dúng luôn. Nhưng mà vị khách này tự họ đã muốn sửa một mình đó cả nhà. Nói chung là họ muốn sửa ở nhà đó, nhưng mà họ cắt ra rồi đây đó, họ cắt ra cả nhà. Thì họ là có lấy cây kim cúc họ khâu lại nè, cây kim tây họ khâu lại nè. Thì vị khách này khi mà cắt ra thì vị khách may không được, thì vị khách mới đem lại cho Nhi, nhờ Nhi là may dùm và sửa dùm cho họ. Thì khi cả nhà nhìn đi, họ cắt không có đẹp ha, họ cắt cái đường này nó không có thẳng, thì Nhi sẽ may làm sao mà cho cái đường dây kéo là phải thẳng ha, cho đẹp ha, cả nhà, góc phải vuông ha. Đó, thì cái này là cái phần chiếc áo đầm này cả nhà. Cái này là tay thường, Nhi cũng chia sẻ cái mẫu luôn cho cả nhà mình xem cái mẫu áo đầm này luôn. Thì cái mẫu áo đầm này là vải nhung đó, vải nhung tay dúng, tay dúng trên đỉnh ha. Đó, và tay thường đó, cửa tay cũng bình thường thôi ha cả nhà, may hai kim. Và ở đây là cái áo là cả nhà, đó áo dạng đầm ôm eo body cả nhà, đây có eo rồi ha. Đó, đây là cái lai chứ đây nè cả nhà, đó cái lai nè. Đó, ha. Đó, bây giờ cái này thì Nhi bắt đầu Nhi sẽ may cộng dây kéo vô cái trong cái đây của cái nhà. Thì bây giờ Nhi sẽ bắt đầu tiến hành, Nhi sẽ may dây kéo vô. Thì trước khi may là như cái chuẩn bị, đây là chân vịt mọc giò nha. Và đây là dây đường xẻ của cái áo đây. Thì Nhi sẽ để cái cọng dây kéo này vô, đây là cọng dây kéo nha cả nhà. Đó. Thì bề phải dây kéo Nhi sẽ úp vô bề phải của cái thân. Và ngay chân cái điểm của cái dấu giữa này thì Nhi sẽ để bằng ngang luôn cái đỉnh đuôi dây kéo nha cả nhà. Đó, Nhi sẽ để bằng vậy ha. Thì Nhi sẽ để thẳng đây, Nhi sẽ may đều lên nha cả nhà ơi. Đó, Nhi sẽ dựa thẳng vô đây. Đó, Nhi sắn kim xuống. Thì Nhi sắn kim xuống thì Nhi dựa vô Nhi may nha. Đó, Nhi dựa vô Nhi may thẳng xuống. Rồi Nhi chốt ngay cái điểm của cái đuôi dây kéo này trước nha cả nhà. Tại vì dải này là cái dải này là dải nỉ, cái dải nhung á cả nhà. Nó giãn như lắm, dải nhung mà của thun nữa, nó giãn nè cả nhà thấy không? Đó, nó giãn nè. Cho nên là Nhi phải định hình trước ở dưới cái lai này. Thì Nhi định hình trước thì đây. Đó. Cái điểm của cái đuôi dây kéo sẽ ngang với điểm giữa của cái ngay cái điểm giữa của cái xẻ của cái tầm giữa nha cả nhà ơi. Thì Nhi sẵn Nhi kéo xuống, Nhi chuẩn bị Nhi may nha. Rồi bây giờ bắt đầu Nhi sẽ tiến hành Nhi may nha cả nhà ơi. Đó, Nhi may thẳng từ cái điểm của điểm dừng của cục sắt dây kéo này xuống dưới đây là 5 ly nha cả nhà. Đó, Nhi tay thẳng xuống. Đó, 5 ly. Rồi Nhi sẵn kim xuống ha. Sẵn kim xuống rồi Nhi sẽ dùng kéo Nhi bấm góc Nhi quay qua nha cả nhà. Khi Nhi may quay qua ngang xong rồi thì bây giờ Nhi giỡn dịch lên thì Nhi quay tiếp qua ha. Đó, quay tiếp qua phía lên trên đây, như vòi vòng qua góc bên đây nha. Đó, Nhi sẽ để cái đuôi dây kéo và cái miếng vải ha bằng nhau, Nhi may thẳng lên nha cả nhà. Thì dưới đây á là Nhi may cái miếng vải của cái thân này ha, với dây kéo thì cho nó lắp vô trong một chút xíu nha cả nhà, đừng cho nó che cái vải lại nè, nó không có lòi vải ra ngoài nha cả nhà ơi, nó không có đưa vải ra ngoài nha. Đi thẳng lên đó, đi thẳng lên nha cả nhà. Rồi kế tiếp thì mình sẽ dịnh dây kéo và giải thẳng em mình may một hơi một bên luôn nha. Cả nhà thông cảm giùm Nhi, mấy gia đình nó hơi ồn nha cả nhà. Đó, mình may thẳng lên đây. Thì từ cái đầu của cái dây kéo này lên trên cái viền cổ cả nhà, là cả nhà lấy cho Nhi là 7 ly nha. Đó, đi thẳng lên 7 ly nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Từ cái cục sắt này đi lên trên đây là 7 ly nè cả nhà. Đi theo cái mí cổ á. Đây, sau khi Nhi đã may xong lên tới khúc trên rồi đây cả nhà nhìn ha. Từ cục sắt đi lên trên đây nha, 7 ly cho Nhi nha, 7 ly hoặc 5 ly cũng được nha. Thì bên kia một hồi mình cũng may đều giống vậy nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ cắt ra.
Đó, mình sẽ cắt ra vậy may tiếp một cái đường bên kia nữa nha, bên thứ hai phía bên đây. Đây thì sau khi á, dây kéo lên rồi thì cái đầu dây kéo của cái đầu viền của cái cổ thì tới điểm này thì cả nhà làm dấu phấn qua bên đây nha. Đó, làm dấu phấn qua ngay đầu dây kéo đặng thời mình cho mình mai nó ngang nhau, cả nhà nó không bị so le cả nhà. Đó, mình sẽ lấy dấu phấn ngang nhau vậy cho nghi nha. Đó, vậy đó. Rồi xong rồi kế tiếp thì mình sẽ mai từ dưới cái đầu này. Đó, đầu đây là đầu dây viền nè cả nhà, viền cổ nè, thấy không? Cổ sao? Thì điện cả nhà mình sẽ để kéo kéo xuống nha cả nhà. Thì cả nhà mình sẽ để cái đường dấu phấn này, đây cái dấu phấn ha, dưới đường cổ sẽ bằng nhau đó. Đây như sang qua phía bên đây cho nhà mình dễ hiểu ha. Đó, thì từ đây cả nhà sẽ để bằng luôn ha cả nhà. Đó, cả nhà sẽ để bằng cái mí cổ luôn đó. Vậy mình may sẵn xuống, nhớ cái điểm đầu vô này cả nhà, lại mũi nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ để cái mí dải của cái thân và cái dây kéo mình sẽ bằng nhau, mình dịnh im đây ha, may thẳng lên thì cũng giống như cái phía bên kia ha cả nhà. Đó, mình may thẳng lên thì cái phía bên đây thì mình sẽ kéo dây kéo sẽ xuống ha cả nhà. Đó, mình sẽ kéo thẳng xuống điểm dừng dưới đây luôn. Rồi mình sẽ dịnh từ cái mí đây cũng chị, mình từ cái mí đây mình dịnh thẳng cái dây kéo luôn ha cả nhà. Đó, mình để thẳng xuống rồi, vậy thì cứ thế vậy thì mình may tới tới luôn cho hết cọng dây kéo nha cả nhà ơi. Đây là sau khi Nhi đã may xong rồi đây cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái dây kéo và cái đường chỉ đó. Sau khi Nhi đã may xong cái phần dây kéo rồi, bây giờ Nhi sẽ kéo dây kéo lên nha cho cả nhà mình xem nha. Đây, Nhi kéo dây kéo lên thì cả nhà nhìn hai cái đầu dây kéo nó rất là ngang luôn ha, và cái phần đuôi dây kéo này cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái rãnh dây kéo là hai bên, cái từ cái mép dây kéo đi qua bên đây hai bên đều nhau hết luôn, dây kéo không có nhăn đụng hết cả nhà. Rồi, thứ nhất, cái thứ hai cả nhà nhìn cái đuôi dây kéo nè, rất là vuông luôn, rất là vuông luôn luôn á cả nhà. Đây, rất là đẹp luôn đó, từ cái đầu cục sắt dây kéo đi xuống dưới đây 5 ly là đúng 5 ly luôn, thấy không cả nhà? Đó, rất là vuông góc luôn đó, thấy không? Rất là vuông góc, rất là đẹp. À, bây giờ Nhi kế tiếp thì Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình gói đầu dây kéo nha, gói hai cái đầu dây kéo này lại. Thì trước tiên là Nhi sẽ kéo dây kéo này xuống, kéo cái đầu dây kéo này xuống đó, kéo dài xuống tới dưới đây luôn. Rồi xong rồi phía đây thì gói cái đầu này lại, thì cả nhà dở dây kéo ra, cả nhà sẽ ốp cái đầu dây kéo vô đó, ốp vô trong nha, ốp vô trong xong rồi cả nhà sẽ bẻ lật ngược lại về đó. Thì cả nhà sẽ mình đây, mình sẽ may từ cái mí của cái mép dải này đi vô trong đây nha. Mình may khoảng 7 ly ha, hoặc là 5 ly ha, tùy ý thích cả nhà. Nhưng mình phá mình chốt cái đầu dây kéo nha cả nhà ơi. Đó, như sẽ phá cả nhà mình xem nha. Đó, rồi dài xuống ha. Đó, thì cái này cứng lắm nha cả nhà, thì cả nhà mình may từ từ thôi nha, phá cái đầu dây kéo này cẩn thận á. Này, sau khi Nhi đã phá xong rồi, Nhi kéo ra cho cả nhà mình xem đây ha. Đó, đây là phía cái đầu dây kéo nè. Đó, Nhi phá từ mí này qua đây 5 ly 7 ly tùy theo cả nhà ha. Đó, nghe cả nhà, thì nó sẽ lắp cái đầu dây kéo này lại nha, nó sẽ lắp cái đầu dây kéo này lại, không lòi cái găng dây kéo ra ngoài ha. Rồi kế tiếp cái bên thứ hai cũng y như bên thứ nhất, thì cũng bẻ ốp dây kéo xuống đó nghe cả nhà. Đó, rồi mình sẽ lật cái này qua thì mình sẽ may tiếp ha, may tiếp ngay cái đầu này cũng tiếp từ cái mí này qua đây khoảng 5 ly hoặc 7 ly ha. Đó, rồi sau khi Nhi đã may xong cái đầu bên đây là cái đầu dây kéo thứ hai. Đó, cả nhà thấy nó che cái cục sắt lại không, nó che luôn cả cái miếng vải của dây kéo lại luôn đó, rất là đẹp luôn ha cả nhà, rất rất là đẹp luôn. Do vải nhung á cả nhà, vải nhung mà vải này là vải này vải nhung thun á, thun nhung á, mà do thêm cái độ sáng của nó nữa cho nên nó hơi dễ dạ, khó khó nhìn chút xíu cả nhà ha, thông cảm giùm Nhi nha. Khi Nhi đã may xong rồi, bây giờ Nhi tiếp tục, Nhi sẽ trải cái áo ra, Nhi sẽ ủi cái phần dây kéo này cả nhà. Do tính chất này là vải nhung á cho nên là Nhi không có dám ủi bề phải, thì Nhi sẽ trải ra cho im hết, thì Nhi sẽ ủi bề trái nha. Ủi bề phải Nhi sợ cái chất liệu nhung á nó không tốt. Bây giờ tiếp tục thì Nhi sẽ ủi dây kéo nha cả nhà. Ủi dây kéo cho nó thẳng, cho nó im, và luôn cả cái thân luôn, lên tới cái cổ luôn nha cả nhà ơi. Nhi sửa đồ hay là bất cứ may đồ mới hay đồ cũ hay là sửa đồ gì cũng vậy, thì sau khi Nhi may xong rồi, Nhi cũng có một cái thao tác là Nhi sẽ ủi nha. Đó, Nhi sẽ ủi, ủi cho nó thẳng dây kéo nha cả nhà. Đó, cho nhìn cái áo của mình may hoặc là mình sửa cho nó phẳng, nó phước ha. Đó, bây giờ mình ủi xong rồi nè, rất là phẳng rồi nè. Đó,
Bây giờ thế Nhi sẽ lộn ra bề phải cho cả nhà Nè mình cả xem. nhà ơi, sau khi Nhi ủi xong rồi nè cả nhà, trời ơi nhìn sợi dây kéo rất dễ thương luôn đó. Hai bên cái đường rãnh dây kéo là nó rất là phẳng luôn nha cả nhà ha. Nhi ủi không có dám ủi nhiều nữa cả nhà ơi, vẫn nhung mà ủi nhiều Nhi sợ nó bị cắn, bị hằn cái đường lung lên không có đẹp. Thì cái này là Nhi đang làm xong rồi hết, thì Nhi tạo một cái diện mạo mới cho cái chiếc áo này đó cả nhà. Đâu ai biết là áo này là áo đã bỏ đi rồi, áo sữa, áo cũ đâu ha. Khi Nhi làm cho một cái điểm nhấn cho cái chiếc áo này là gắn cái sợi dây kéo vô nữa, thì nhìn nó thêm một cái phong cách mới ha cả nhà. Nhi gắn dây kéo này là dây kéo sắt nha đó. Đầu dây kéo xịn sò lắm nha cả nhà, dây kéo rất là đẹp luôn á nha đó. Dây kéo này Nhi làm dây kéo sắt này cả nhà, đẹp lắm luôn đó. Cả nhà nhìn cái găng dây kéo nè đó, hai bên gắn dây kéo rất là đẹp luôn ha cả nhà đó. Cái đuôi dây kéo nè, đấy, thấy không, cả nhà thấy đuôi dây kéo không, rất là đẹp luôn. Vậy thôi Nhi xin kết thúc video đây nha cả nhà ơi. Cả nhà xem thấy hay và cho nhớ cho Nhi xin một đăng ký, một like, một chia sẻ để Nhi có động lực để Nhi làm thêm nhiều clip hay, giới thiệu cho cả nhà mình nhiều mẫu mới và hướng dẫn cho cả nhà mình nhiều cái kỹ thuật về sửa đồ, sửa trang phục cho mình nha cả nhà. Nhi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.